Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn giải một bài toán về động lực động học trắc điểm. Về bài toán 1.17 này, đó là một bài toán về ném xiên. Thì các bạn coi đề bài của nó. Một con chim đang bay phương ngang với độ cao h với vận tốc không đổi là u. Một đứa trẻ nhìn thấy con chim đúng vào lúc nó bay qua đầu và ngay lập tức dùng súng cao su bắn, hỏi con chim phải bay với tốc độ u bằng bao nhiêu để đứa trẻ không bắn trúng. Nếu tốc độ cực đại của viên đá là v0, bỏ qua lực cản của không khí. Rồi, bây giờ tôi sẽ phân tích bài toán cho các bạn. Thì tại góc ô này chính là vị trí mà người đứng, chính là vị trí cậu bé đứng. Thì lúc này một con chim thời điểm t chính là t0 chính là thời điểm mà khi con chim bay qua đầu. Rồi các bạn thấy cậu bé có thể bắn súng cao su lên theo với một góc alpha, vận tốc v với góc alpha có thể là thẳng đứng như thế này hoặc có thể ngang như thế này. Chúng ta không quan tâm đến góc alpha này là bao nhiêu. Tuy nhiên các trường hợp xảy ra, thứ nhất là khi mà hòn đá này bay lên, nếu không đủ vận tốc đầu thì nó chỉ bay tới đây thôi, không bao giờ chạm được tới vận tốc h của nó thì nó sẽ rớt xuống. Và khi lên tới đỉnh của cái parabol của cái đường cao này này thì nó sẽ vận tốc tại đỉnh parabol này sẽ bằng không. Chúng ta căn cứ vào điều đó để xác định được độ cao cực đại của viên đá cũng như là tốc độ của viên đá như thế nào để nó có thể bắn trúng được con chim. Rồi, đầu tiên thì các bạn dựng một hệ trục tọa độ cho tôi. Chọn góc tọa độ tại ô là vị trí của người đứng. Thứ hai nữa là chim ở độ cao h và vận tốc của chim là u thì là vận tốc không đổi, và thứ hai nữa là song song với trục ox. Mốc thời gian lúc nãy tôi đã nói đó chính là lúc chim vừa bay qua đỉnh đầu. Rồi bây giờ tôi sẽ bắt đầu viết phương trình chuyển động theo từng phương. Bài này tôi làm hơi ngược một chút. Tôi sẽ tìm ra điều kiện để bắn trúng. Sau đó tôi mới đi xét vận tốc cực đại của v. Thì trên trục ox đối với chim, trên trục ox thì x bằng u nhân với t trên trục ox. Các bạn thấy trên trục ox bởi vì u song song với trục ox, và trên trục ox này, trên phương ox này không có gia tốc, chỉ có một gia tốc g thẳng đứng hướng xuống cùng phương với trục oy. G thì lại mang theo chiều âm. Rồi trên trục OI á, thì Y luôn luôn bằng H, không có vận tốc trên phương Y. Y luôn luôn bằng H, vật con chim luôn luôn di chuyển ngang thế này, không có gia tốc, không có vận tốc trên phương OI là vậy. Và thứ hai là xét viên đá, thì viên trên trục OX thì các bạn thấy trên trục OX về đây là nhân với cốt alpha, được chưa? Mình quên đi cái vận tốc chéo này đi, mình bắt đầu tìm từng phương, mình chiếu nó xuống từng phương. Bây giờ phương OX thì là V nhân với cốt alpha, đây chính là công thức lượng giác xét cái tam giác vuông này. Rồi trên phương OX thì nó không có gia tốc, cho nên là x sẽ bằng V nhân cốt alpha nhân với t. Trên phương OY thì các bạn để ý ở đây đã có gia tốc g hướng xuống ngược chiều dương. Rồi vận tốc đầu của nó là gì? V nhân với lại sin alpha, góc này chính là góc alpha. Và để tìm được cái cạnh này thì mình dùng là V nhân sin alpha. Rồi, V nhân sin alpha nhân với T. Rồi, cộng 1 phần 2 AT bình phương. 1 phần 2 nhưng G ở đây chiều hướng xuống ngược với chiều dương, nên G sẽ là trừ G, thì là trừ 1 phần 2 GT bình phương. Rồi, lẽ ra ở đây tôi phải xét xem độ cao cực đại của nó là bao nhiêu. Thôi, tôi sang trang khác tôi nói luôn. Rồi, vận tốc của viên đá các bạn thấy trên phương phương OI của nó này thì VI là bằng V nhân sin alpha trừ cho GT. Nhưng mà xét riêng phương Y á, bạn nhớ lại công thức là V bình phương trừ V0 bình phương bằng 2AS. Thì ở đây đối với lại G á, thì là V bình phương trừ cho V0 bình phương bằng 2, nhưng mà G là G ấm, thì là trừ 2G nhân với S, cái quãng đường nó đi được cho đến khi nó vận tốc nó bằng không, tức là lên tới đỉnh cực đại của nó. Để mà bắn trúng được con chim thì ít nhất nó phải bay được đến độ cao H, thì đỉnh cực đại của nó là H. Và đến khi mà chạm đỉnh á, thì V của nó là bằng không. Thì lúc này sẽ là bằng VI, mình thay bằng không vào để xem khi nào hòn đá nó sẽ bay lên tới đa tôi tới độ cao h và nó không còn thể bay nổ nữa. Thì ta có được VI bằng không này, trừ VOI bình phương bằng phương bằng trừ 2GH, thì suy ra là VOI mà VOI á, thì lại bằng, các bạn để ý, VOI á, thì bằng V nhân sin alpha, vận tốc đầu trên phương Y là V nhân sin alpha. Rồi,
V nhân sin alpha tất cả bên chỗ này bỏ dấu đi, được chưa? Là bằng 2GH thì suy ra V sẽ bằng lấy căn bậc 2 của 2GH chia cho sin alpha bình phương căn bậc 2 rất là sin alpha. Vậy nên vận tốc tối thiểu thì phải bằng là căn 2GH chia cho sin alpha tối đa của nó là 1. Ít nhất phải có được vận tốc này thì mới có hy vọng bắn trúng được. Được chưa nào? Rồi bây giờ mình bỏ qua điều kiện đấy. Bây giờ giả sử như là V nhỏ hơn V min thì không bao giờ bắn trúng độ cao H. Nhưng mà V lớn hơn hoặc bằng V min, tức là căn 2GH, thì có trường hợp nó sẽ bắn trúng. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục xét. Rồi, khi bắn trúng thì mình có các phương trình chuyển động đây. Các bạn làm đâu các bạn ghi lên đấy. Rồi, phương trình hoàn độ giao điểm x1 bằng x2 và y1 bằng b2 khi trùng một vị trí thì lúc đó nó bắn trúng. X1 thay vào u nhân với t, x2 v cos alpha nhân t, y1 bằng y2 thì y1 bằng h này, y2 là bằng v sin v y1 bằng y2, y2 là bằng y1 bằng h thay vào đây, y2 là bằng trừ 1 phần 2 gt bình phương. Tôi viết lại như vậy để cho nó đúng về dạng phương trình bậc 2. Được chưa? Mũ 2 phải là trước, mũ 1 t là biến theo biến t, mũ 2 trước, mũ 1 sau, trừ 1 phần 2 gt bình phương cộng 1 cộng v sin alpha nhân với t. Rồi các bạn giải tiếp tục, giải phương trình này ra nó không quá khó. Thì ta xác định được u là bằng v nhân cos alpha. Và thứ hai là 1 phần 2 gt bình phương. Rồi mình chuyển sang bên trái, trừ cho v sin alpha nhân với t cộng với h bằng 0. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ xét phương trình sau này. Phương trình sau này có phải là biệt thức delta phẩy của nó. Ở đây tôi nhân cả hai vế với hai để cho làm đẹp phương trình thôi, không có phân số, dễ tính thôi. Delta phẩy b phẩy bình trừ cho ac thì ra được kết quả như thế này. Tới đây thì không có gì là khó. Bây giờ các bạn nhớ công thức là sin bình bằng 1 trừ cho cos bình, bởi vì là sin bình cộng cos bình bằng 1. Các bạn học ở công thức lượng giác lớp 9. Được chưa? Cho nên tôi phân tích sin bình phương bằng 1 trừ cho cos bình phương. Rồi trừ cho 2gh vẫn giữ nguyên. Nhân vào v bình phương trừ cho v bình nhân cos bình trừ cho 2gh. V bình nhân cos bình các bạn thấy không? U bằng v nhân cos gì nữa? Thì v bình nhân cos bình sẽ bằng u bình. V bình trừ u bình trừ cho 2gh. Rồi, delta lớn hoặc bằng 0 thì là ở đây lẽ là phải xét u mới đúng. Lỗi tôi làm tôi cũng hơi chưa có bởi vì tôi làm tôi cũng không có nháp nhiều. Rồi, thì mình đưa ra, mình rút phương trình ra là bởi vì người ta hỏi điều kiện của u nên mình là sẽ viết là u bình sẽ nhỏ hơn hoặc bằng điều kiện này, delta phải lớn hơn bằng 0, chứ là nguyên cái biểu thức này lớn hơn bằng 0 thì tương đương với lại u bình sẽ nhỏ hơn hoặc bằng v bình trừ cho 2gh. U bình trừ cho 2, u bình mà nhỏ hơn hoặc bằng v bình trừ cho 2gh thì là delta này sẽ lớn hơn hoặc bằng 0. Delta lớn hoặc bằng 0 nghĩa là phương trình có nghiệm, tức là có vị trí mà nó bắn trúng. Như vậy để cho nó không trúng, đề bài hỏi điều kiện để không trúng thì nó phải lật ngược điều kiện này lại, không nhỏ hơn hoặc bằng thì phải là lớn hơn hẳn. Thì u lớn hơn v bình trừ cho căn 2gh thì phương trình vô nghiệm, nghĩa là chim không bị trúng đạn. Được chưa? Phần dưới này là tôi bổ sung cho cái lập luận ở phía trên, tức là điều kiện nào để cho hòn đá có thể bay lên được tới độ cao h. Còn nếu mà không thỏa điều kiện này thì không bao giờ bay lên tới độ cao h, thì con chim bay với vận tốc u bằng bao nhiêu cũng được. Rồi, kết thúc bài toán. Các bạn ghi chép lại cẩn thận. Tôi hy vọng các bạn đã hiểu bài. Các bạn nhớ subscribe để nghe thêm nhiều bài giảng khác. Và với bài toán này các bạn có thể làm thêm, áp dụng cho nhiều bài toán khác nữa.